Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay mình đi quay phim cho các bạn một số hình ảnh tại một cái dự án mà đợt vừa rồi thành phố Đà Nẵng đã thông qua giao cho một cái tập đoàn công nghệ rất là lớn, đó là dự án không gian sáng tạo nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân các bạn ạ. Hiện bây giờ mình đang đứng trên đường Nguyễn Nam Trung các bạn này. Cái dự án này nó nằm cuối con đường Nguyễn Nam Trung. Các bạn lên Google các bạn tìm con đường Nguyễn Nam Trung là các bạn đi cuối con đường đó thì các bạn sẽ gặp những cái lô đất mà sau này dự án sẽ làm ở đó. Thì trước mặt chúng ta đây là những cái vùng đất còn rất là trống các bạn ạ. Xa xa kia là sân vận động Hòa Xuân á. Cách đây mấy ngày diễn ra trận thi đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và đội Đà Nẵng á. Kết quả là Đà Nẵng chủ nhà đã bị phơ áo 2-0. Xin giới thiệu các bạn là những cái ô lô đất trống này là đã nằm trong quy hoạch rồi các bạn. Tương lai là làm cái khu liên hợp thể thao của Đà Nẵng là toàn bộ các khu vực này đấy các bạn này. Có nghĩa là ở trong này là không có bố trí đất tái định cư hay là làm cái gì hết các bạn ạ. Còn trước mặt của chúng ta có cái tường rào xanh xanh đó. Đó là đất bố trí làm những nhà máy xử lý nước thải. Thì bây giờ có hai cái nhà máy xử lý nước thải nằm ở trong đó rồi các bạn. Một cái nhà máy là đưa vào sử dụng đã được 5 năm đi rồi. Còn một cái nhà máy cũng mới vừa xong đây. Còn phía tay phải của chúng ta đây là đất. Cái này cũng bố trí lại cho dân hoặc là bán gì đây thì mình cũng chưa có rõ nữa. Mà hiện bây giờ mình thấy ở đây là toàn bộ đất trống hết. Ở đây người ta tận dụng, người ta trồng cây, trồng hoa hoặc là người ta nuôi dê ở đây. Đó. Bây giờ chúng ta đi đi cuối đường để mình giới thiệu những vị trí đó cho các bạn xem. Toàn bộ cái khu đất Hòa Xuân trên này là tái định cư trở lại các bạn ạ. Để làm một cái dự án này rất là lớn các bạn. Còn trước đây các bạn hãy tưởng tượng là đất nó như thế nào các bạn này. Nó nằm sao ở dưới đó, đổ đất lên rồi bố trí lại cho người dân ở đây. Thì hiện bây giờ thấy mình quan sát ở trong kia thì cơ bản dân ở cũng khá là đông rồi. Dân ở đây là được giải tỏa từ những cái dự án thuộc tập đoàn Sun Group đó các bạn. Ví dụ như là dự án thuộc về khu đô thị Hòa Xuân đó các bạn này. Đó, toàn bộ dân người ta được bố trí ra đây. Dân ở đây mình thấy ở khá là đông rồi các bạn, dường như dài kín luôn rồi. Còn ở đoạn phía trên này là nó hơi thưa một tí. Còn một cái hồ hòa ở đây các bạn này, cái hồ này chắc thông qua sông luôn. Ở đây các bạn thấy còn những cái quỹ đất rất là lớn các bạn này.
những cái quỹ đất này là thành phố để dành lại các bạn ạ. Đoạn trên này nó thưa dân ăn tí. Đó là những cái vị trí đất bố trí cho tập đoàn CMC đây các bạn này. Đây, hai cái lô đất hai bên đường luôn các bạn. Đây là cái trục đường 6 làn xe rất là rộng. Hiện bây giờ cùng cắn một số cái nhà dân ở đầu xa kia các bạn này, cho nên là chưa thông ra quốc lộ 1A được. Trong quy hoạch là nó sẽ thông qua đó. Đây là toàn bộ cái lô đất mà dự kiến bố trí cho tập đoàn CMC người ta về đây người ta làm dự án các bạn này. Đó, toàn bộ cái khu đất này các bạn ạ. Thì bây giờ thành phố bố trí cho họ là 9 lô các bạn. Tổng diện tích là 150.000 mét vuông. Đây một lô các bạn này. Đối diện bên nào một lô các bạn này. Rồi ở góc kia một lô. Ở đào này một lô nữa. Như vậy là trên cái trục này là có 4 lô rất là lớn các bạn. Và toàn bộ cái lô ven sông á là cũng giao cho tập đoàn luôn. Còn cái khoảng giữa này là đã bố trí cho dân tái định cư rồi. Trong đó là có những cái đường liêm lạc 1, 2, 4, 6 rồi vậy đó. Nó nằm quanh quanh khu vực trong đó. Đầu rồi mình đã có những cái thông tin đăng lên YouTube của mình, thì một số anh em ở Hà Nội á, các nhà đầu tư Hà Nội người ta vào đây người ta nhờ mình dẫn đi xem những cái vị trí như thế này, và người ta nhờ mình tìm những cái lô đất xung quanh dân ở đây, nếu có những cái vị trí đẹp thì giới thiệu cho họ. Sau khi mà thành phố công bố thông tin về quy hoạch giao cho tập đoàn CMC làm dự án các bạn nè, đất ở đây nó lên giá liền các bạn. Hồi đó đường 5/5 chỉ có 1.8 tỷ một lô thôi các bạn ạ. Ví dụ những khu vực trong này các bạn này, hoặc là khu tái định cư ở đầu trước kia. Sau khi có thông tin thì đất nó tăng lên 400-500 lô liền các bạn. Hiện bây giờ là trong kia người ta rao là tới 2.3 tỷ, 2.4 tỷ cho một lô đường 5/5, 100 mét vuông thôi các bạn ạ. Không biết là có giao dịch nó xảy ra hay không mình không biết, nhưng mà mình thấy người ta rao như vậy. Từ 1.8 tỷ mà lên 2.3 tỷ là các bạn biết là lên 500 triệu một lô á. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Sau khi có những thông tin về quy hoạch là giá cả nó nhảy múa các bạn. Còn có việc tập đoàn người ta khi nào người ta triển khai là còn một câu chuyện cũng khá là dài các bạn ạ.
Thứ nhất là phụ thuộc vào tiến độ phê duyệt kế hoạch của họ nữa, rồi tài chính của công chủ đầu tư nó như thế nào nữa. Nhiều lúc cũng công bố hình tráng như vậy, nhưng mà có những dự án mà nó các bạn để rất là lâu, thậm chí là treo luôn các bạn. Cái này là được phê duyệt quy hoạch 1/500 rồi các bạn ạ, có nghĩa là quy hoạch chi tiết rồi đó, có nghĩa là có sơ đồ, có bản vẽ, nói chung là đầy đủ trên rồi. Còn khi nào ổng về ổng động thổ thì đó là câu chuyện của ổng. Để mình chạy quanh quanh giới thiệu cho các bạn một số cái lô ở đầu kia. Rồi sau khi chúng ta qua cái ngã tư này các bạn này, là thêm hai lô nữa. Đây là hai lô cũng giao cho tập đoàn này. Các bạn thấy đất ở đây là vuông vắn rất là đẹp. Điện là điện âm hết các bạn này, đây. Hai lô hai bay luôn các bạn. Còn những cái lô ven sông nữa các bạn ạ, để một tí mình qua cho các bạn xem. Phần của ổng tới đây là hết rồi các bạn này. Còn những cái lô này không biết là bố trí dự án nào thì mình không có biết, nhưng mà nâu na đất ở đây cũng không có bố trí tái định cư đâu các bạn. Đây là quỹ đất dự trữ của thành phố. Trên phường Hòa Xuân giữa cầu cái đoạn này là lớn nhất thôi các bạn. Ở đây có cái hồ điều tiết các bạn này đó. Trong kia như có một cái chợ, hình như là chợ chợ Mỹ Bông á. Sao nói chợ Mỹ Bông đó các bạn. Ở đây là dự kiến là sẽ, ở đây là sẽ thông ra quốc lộ 1A, nhưng mà hiện bây giờ cắn những cái nhà này chưa có làm được các bạn này, đây. Cắn một số nhà này rồi các bạn này. Đây. Tương lai rồi cũng phải đi thôi các bạn. Còn những quỹ đất rất là lớn các bạn ạ. Đó, ở giữa này là bố trí tái định cư hết rồi các bạn này, đó. Đất này hồi trước nó rẻ lắm các bạn nè. Không ai để ý gì trên này đó. Nhưng bữa nay rời vào thì nó hơi ấm ấm cái tay rồi. Đây là ven sông rồi các bạn này, đây. Ở đây là con sông Cái này. Con sông này chảy về nhập ở con sông Hàn ở Đà Nẵng mình đây. Đây là những cái lô đất cũng được bố trí cho tập đoàn luôn các bạn này. Đó. Toàn bộ cái khu đất ven sông này là giao cho tập đoàn hết.
biết những cây này có gì đặc biệt mà lẫn rào lại đang biết nè. Để lạnh qua cho các bạn xem cái cây gì đây. Ở đây là những cái mít thôi. Ở đây có những cây sim rất là đẹp các bạn này. Cây sim này ở trên núi đây. Vì sao người ta rào lại các bạn biết không? Bò nó ăn phá hết trơn đó. Mình nhìn trên bản đồ là toàn bộ những lô đất này là giao hết các bạn này. Người ta xây rất là nhiều thứ trong này các bạn. Ngoài nhà làm việc ra rồi người ta xây những dự án khách sạn, nhà làm việc cho chuyên gia, rồi nhà ở cho nhân viên, rồi có mấy chục căn biệt thự nữa, rồi có nhà liền kề nữa các bạn. Rất là nhiều sản phẩm ở đây. Lô đất này cũng giao cho họ hết các bạn này. 150.000 mét vuông, rất là lớn các bạn. Mình cũng nói các bạn rằng mình không có khuyến cáo các bạn đầu tư hay là không đầu tư. Đầu tư hay là không là nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tầm nhìn của các bạn à. Mình không đưa ra cho các bạn một cái lời khuyên nào trơn á. Như các bạn biết á, nhiều khi mình nhiệt tình quá các bạn biết không, đưa ra những lời khuyên cho các bạn mà đầu tư thắng thì không sao, mà lỡ thua là cũng mang tiếng lắm các bạn. Cũng chẳng ai mà tài giỏi hết đâu các bạn ạ. Có khi thắng thua là chuyện bình thường, có khi mình dự đoán vậy thôi, chứ còn thực tế có khi là điều kiện nó thay đổi là nó không còn đúng nữa các bạn. Nhà khu tái định cư thì các bạn biết là người ta ở như vậy thôi, chứ không làm những cái nhà nó đẹp giống như những cái khu đô thị. Nhà chỉ là cấp 4 thôi các bạn này. Đó, những cái lô gáp này mua thì đúng bài này, sau này có thể kinh doanh được. Các bạn mới hiểu một điều như thế này nè, sau này toàn bộ cái nhà của tập đoàn ở đây nhá, toàn những cái nhà mái dọc tầng, những khách sạn, những cái resort nó làm lên thì toàn bộ cái khu vực mình mà nó sẽ có những hiệu ứng các bạn nha. Mới nghe thông tin không mà đất đã tăng giá rồi, thì sau khi tập đoàn người ta động thổ thì giá là tăng thêm bậc nữa, các bạn hãy tưởng tượng là như vậy. Và sau khi đưa vào cái thác thì giá là tăng thêm bậc nữa. Thường thường những cái cơn sốt đất liên quan đến dự án là nó đi theo những cái nhịp như vậy các bạn. Các bạn đi đầu tư thì các bạn đón những cái cơn sóng đó các bạn làm. Còn các bạn đầu tư ở đâu, vị trí như thế nào tùy thuộc vào nhận định và phán đoán của các bạn nữa. Mình đi quanh nãy giờ mà mình cũng không thấy cái nhà nào người ta làm bất động sản các bạn này, chắc phải qua khu bên kia Hòa Mai đâu. Chi dự án ở đây triển khai là toàn bộ khu vực này là hưởng lợi các bạn này. Đây trời, anh đến tập xe ấn quá né cho rồi. Lằng vàng đây toàn bộ khu này nữa các bạn này. Đây đất còn rất rộng các bạn. Phường ở xuống là còn cái đoạn này là rộng nhất thôi các bạn, cái còn cơ bản là hết rồi.
đất đã được cài ban ủi, một phần là bố trí đất tái định cư và một phần là đất dự trữ, một phần là để dành cho những dự án. Có những cái quỹ đất lớn như vậy nhà nước để dành cho các đại bàng, có phải không? Nếu chúng ta không khéo mà bố trí hết cho dân thì cuối cùng là không còn đất để đóng đại bàng nữa. Ở đây có một cái chùa các bạn này, đây. Đây chùa đây. Đây cũng là một khu tái định cư này. Để mình dừng lại mình nghe điện thoại đấy các bạn. Đoạn này có một khu này tái định cư trở lại các bạn này. Mình vô đây mình thấy chiên chám cây quá trời quá đất. Rồi để mình đi quanh quanh mình qua cho các bạn xem này, đây. Khu tái định cư thì nó chạy giống như bằng cờ thôi các bạn ạ. Đường 5x5, 7x5 rồi như vậy đó. Chạy lằng vàng thôi. À, ở đây có cái nhà nuôi yến các bạn này, hình như mình nghe tiếng chim. Đây mình nghĩ rằng người ta bố trí làm công viên hay là cái sân vận động gì đây. Đây là toàn bộ sông các bạn này, đây. À, ở đây có một bến cát nữa các bạn này. Đường 5x5 này bây giờ bán giá thứ 2 tỷ 4 lô các bạn này. Đó các bạn thấy không? Giá cả bây giờ nó tăng vù vù. Đường 7x5 này nó đò 2,5 2,6 vậy rồi. Đi lòng vòng đi lại kia là hết đường rồi. Để mình vào nay mình chạy quanh quanh cho các bạn xem. Đây cái khu tái định cư mình nói các bạn là thường đường xá lòm nó dở lắm các bạn, nhất là ở vỉa hè. Vỉa hè ông làm tiết kiệm, ông không xả cái lớp gió hạ, ông xả cái lớp lớp này bê tông dưới nữa các bạn mấy không. Thời gian là cỏ mọc rất là xáo xí. Có đoạn nào mà dân ở thì sạch sạch tí, còn không là làm gạch và lắp như vậy. Có đoạn này ở xa mặt trời quá cho nên là cây cỏ nó mọc tùm. Những lô góc như vậy rồi rờ vào tranh 2 tỷ hết các bạn này, chứ không rẻ hơn đâu. Để mình vào với anh nhà đất này mình hỏi thử. Đây là biết là anh có đất cát trên đây. Đường 10x5 đi, đường 7x5, đường thông các bạn này. Đây. Đất cát ra. Rồi ngày nay mình qua cho các bạn một số hình ảnh về dự án của tập đoàn CMC ở phường Hòa Xuân các bạn ạ. À, mình đã qua cho các bạn xem rồi đó. Còn các bạn muốn đầu tư như thế nào đó thì các bạn tìm hiểu thêm. Đất đai đây còn rất là rộng các bạn này. Lên đây ở mình nghĩ rất là thoáng. Hắn cũng gần con sông nữa các bạn ạ. Cho nên gió thổi vào mình thấy rất là mát. Mình vào đến kia mình mới hỏi thì đất ở trong kia là đường 5x5 nên người ta bán 2 tỷ tư các bạn. Trước Tết là chỉ có 1 tỷ 9 thôi.
2,4 tỷ rồi, có nghĩa là lên 500 triệu một lô rồi. Rồi, bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.